hấp nghi quốc nghi rồi con kiểm tra cái bài thằng mẫu nhưng mà hấp nghi quốc nghi là bắt chị em hả? Kiểm tra bắt chị em thôi cho tự kiểm tra bài cũ nào. Cũ à? Kiểm tra bài cũ rồi cô biết từ nào là viết cái từ đó, đọc từ đó lên cho cô và viết sang cái phần nhắn tin cho cô. Rồi một nghề nghiệp, nghề là gì? Nữa. Bác sĩ y tá, năm cái một lúc nha. Bác sĩ y tá bệnh viện. Bác sĩ y tá bệnh viện. Bác sĩ y tá bệnh viện. Rồi bốn từ thôi. Viết đây nghề gì nữa cô? Nào nghề, nghề là draw. Rồi viết lại cho cô coi. Các bạn tắt mic đi đừng có nói chuyện nữa, ồn ào lắm, đau đầu. Rồi viết đi, viết phần nhắn tin đấy. Đánh 4 từ một lúc rồi gửi nhá, không gửi lẻ tẻ rất là khó kiểm tra. Nghề là gì? Bình xác. Bình xác về cách mấy trắng. Không được cách như vậy. Cách sao cô? Có cách gì không? Rồi viết đi, viết đi. Câu số 4 là gì hả? Số 4 là bệnh viện nhá. Rồi viết đi con. Về nhà có học thuộc không? Từ mới không? Lý Minh Khôi đã có đáp án. Mấy bạn kia nhanh lên đây. Bạn đâu có thấy Lý Minh Khôi đâu cô. Nhìn bài bạn làm gì, tự mà viết đi. Copy hả Sang? Cô mà thấy giống y chang của bạn từ cái khoảng trắng là cái liệu hồn tôi đó. Không có. Làm gì? Không biết. Hình như tôi thấy người nói từ hồi không quan tâm. Không quan tâm. Không quan tâm nhưng mà bà copy. Không quan tâm thì nói đi. Ai vậy? Nhớ chỗ bạn. Sao cô biết được? Xong rồi cô. Ừ cô. Như bà Nguyên mà không biết viết đâu. Chứ tôi thấy nãy giờ bà Nguyên chưa có đáp án luôn á.
Xong rồi cô. Rồi tiếp tục. Số 5. Giáo viên. Số 6. Trường học. Trường học. Nhưng mà Quyên chưa có đáp án. Quyên nhanh đi con. Nhanh đi Quyên. Câu 15 viết cho cô này. Bố của bạn làm nghề gì? Bố của bạn làm nghề gì? Viết đây. Bố của bạn làm nghề gì? Không, con viết sang tiếng Anh cho cô cái câu này. Ông ấy là một bác sĩ. Ông ấy là một bác sĩ. Là một bác sĩ này. Đi vào. Bố của bạn làm nghề gì? Ông ấy là một bác sĩ. Các bạn nhanh lên nhá. Muốn học nhiều phải học nhanh lên. Chậm học nhiều. Nhanh đi. Nhà bạn Khang, bạn Sang, bạn tắt mic đi, bạn cứ để xào xào vậy bạn Sang. Nó gây khó chịu cho người khác. Rồi, nhanh đi, không có viết bậy viết bạ nha. Mấy cái bạn viết bậy viết bạ này. Liệu hồn quá. What does your father do? He's a doctor. Viết nhanh đi. Không biết là cái bạn làm gì mà lâu dữ vậy, không biết. Nhanh lên coi nào. Chỉ giỏi viết bậy viết bạ là giỏi thôi. Nhanh lên. Ngày nào cũng lâu quắc lâu quơ. What does your father do? He's a doctor. What does your father do? He's a doctor. Các bạn viết như vậy đấy. Bạn Lì, bạn Quyên đâu? Nhanh cái tay vào. Bạn Lì là bạn viết bằng điện thoại hả? Lì viết Quyên bằng điện thoại đúng không? Dạ. Hai bạn bằng điện thoại viết nó chậm hơn đúng không? Khó viết đúng không? Mấy cái bạn mà viết điện thoại chậm, viết máy tính thì nhanh hơn. Rồi thêm câu nữa là nghỉ. Học xong bài mới. Tiếp theo câu 16. Bố của bạn làm việc ở đâu? Làm việc ở đâu? Bố của bạn làm việc ở đâu? Ông ấy làm ở bệnh viện. Rồi, viết nhanh cho tôi. Bố của bạn làm việc ở đâu? Ông ấy làm việc ở bệnh viện. Cái gì mà ông lừa? Ông ấy làm việc ở bệnh viện. Mm-hmm.
Gì vậy? What does your father do? Thiệt sai rồi. Không thể he sai rồi. À đâu? Đã có bạn nào viết đâu? Viết nhanh lên. Bạn Sam viết sai rồi nha. Không thể là what does your father do và he's a hospital được. Con ghi như vậy con bảo là bố bạn làm nghề gì? Ông ấy làm một cái bệnh viện. Tự nhiên con nói bố con là bệnh viện hả? Viết lại đi, viết lại cho đúng mẫu câu. Bố mình là bệnh viện. Pika. Pika. Có chạy đi rồi. Rồi viết nhanh đi các con. What does your father do? Chỗ viết sai. Cha các bạn viết lâu vậy, viết nhanh lên. Cô đọc cho mà nghe này. Where does your father work? Nhớ chưa? Câu hỏi này. Where does your father work? He works in a hospital. He works in a hospital. Các bạn viết cho đàng hoàng vào. Chút nào cắt được không ạ? Mày phải đọc lại đi cô ơi. Where does your father work? 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 Mày lấy gì cũng hỏi. Where does your father work? Where does your father work? He works in a hospital. He works in a hospital. Work thì sao cô? Work là W-O-R-K S. Xong mai mốt là dịch là tràn lan cho con. Còn sao? Viết là he work in a hospital. He work in a hospital. He work in a hospital. Thế nào cô? He where a doctor work? Phải là he work in a hospital. Mấy bạn này viết lại coi. Không có y, không có he y nha, mà không có doctor nữa nha. Cái bạn Trúc hay bạn Khang thì không biết kìa, viết lại câu trả lời đi. Ông Khang nữa kìa. He work in a hospital. Coi bạn Hằng viết đúng rồi đó. À, Hằng viết lại đi. Không có he y đâu nha. Bỏ cái chữ phẩy sờ đi. Bỏ phẩy sờ đi. Không biết nhầm.
cô. Xong chưa? Whether your father works, he works in a hospital. Rồi bây giờ viết cho cô. Tại vì câu này các bạn viết dở quá nên là câu tiếp theo để cho hiểu rõ hơn. Cô sẽ viết câu 16 cho các bạn chú ý này, câu 16 viết như sau. Where does your father work? Bố bạn làm việc ở đâu? He này, không có phẩy sờ đâu, work này thêm sờ vào. In a này, hospital này. Hospital, thấy chưa? Bài này khó chứ không dễ đâu nha. Câu 17 các bạn viết cho cô là mẹ của bạn làm việc ở đâu? Mẹ của bạn này làm việc ở đâu này? Đâu? Mẹ của bạn làm việc ở đâu? Bà ấy làm trên cánh đồng. Làm nông dân ha. Rồi viết cho tôi coi. Where the, các bạn phải bắt đầu là where the. Thay cái chữ your father như lúc nãy thành your mother. Chỉ thay father thành mother thôi. Where does your mother work? She, con gái xài she, không xài he nữa mà xài she cho cô. Và chúng ta chỉ thay đổi chỗ làm việc thôi. Còn mẫu câu vẫn để như vậy nhá. Ở đây sẽ là field, in a field, in the field. Biết đi. Dạ không có biết xin phải sờ hả cô? Không có phải sờ gì hết trơn. Không chưa? Nhanh đấy các con. Tập viết cho quen đi. Giờ 5 giây dài rồi. Where does your father work? He works in a hospital. Đây là của câu đằng lúc nãy rồi. Các bạn viết tiếp câu đi, mẹ đi. Farmer cô. Đúng rồi, farmer, không có farmer mà là she works in a field. Bà ấy làm ở trên cánh đồng. Nhanh đi, mất thời gian quá nha mấy bạn nhé, còn làm sách bài tập nữa. Mẹ đi. She work in a field. Rồi where the mama work hả? She work có sờ cho tôi. Lý Minh Khôi làm đúng rồi. Rồi còn hai cái bạn kia là sửa lại thành mother, your mother và work thêm sờ vào, bạn Trúc work thêm sờ vào. Con đúng chưa? Đâu của con đâu mẹ con. Con đúng chưa cô? Hằng nè. Where does your mother work? She work in a field. Hằng đúng rồi. Where the sao đây Josie, your mother cho Josie bạn sang. Rồi bạn Ly viết được không con? Bạn Ly, bạn Quyên viết điện thoại chậm quá hả? Viết được cô. Được chưa? Rồi tiếp theo nha. Chúng ta sang sách bài tập đi các bạn. Rồi sang sách bài tập đi. Bạn Quyên viết kịp không? Bạn Quyên không kịp thì đọc cho cô nghe đi. Bạn Lì đọc viết sai chữ đơ rồi. Bạn Quyên á, có viết kịp không? Đọc cô nghe. Chào. Nào đọc cô tên. Bạn Quyên đọc theo cô nào. Where the. Where the. Nào đọc cho cô. Where the your mother work. Mẹ của bạn làm việc ở đâu? Rồi bây giờ she works in a field, cánh đồng nè, cánh đồng. Đấy, bà ấy làm việc trên cánh đồng. Rồi các bạn lấy sách bài tập ra cho cô. Lấy sách bài tập ra để làm bài.
Lấy sách bài tập ra đi. Lấy sách bài tập ra. Bạn nào đã đánh lung ta lung tung rồi, bực quá. PDF đâu rồi? Chắc đi rồi. Rồi. Bài này bây giờ cô có chữ EA và IE, chúng ta sẽ điền vô để tạo thành những cái từ có nghĩa và đúng theo bức tranh. Ở đây các bạn điền cho cô cái từ từ gì ha? Phóng to cái chữ. Sang, tắt mic đi. Nào cô bảo bật thì bật. Rồi nào, viết cho cô cái từ này là từ gì? Bạn này bạn đang làm gì đây? Rick gì? Reading, các bạn sẽ viết EA. Tắt mic đi. Sang ơi, con tắt mic đi. Lúc nào con kêu mở thì mở, con gây ảnh hưởng người khác. Rồi, đây là reading này. Giáo viên thì chúng ta viết là từ gì? Teacher, các bạn sẽ viết EA vào cho cô. Tất cả lấy sách bài tập ra cho cô chưa? Hả? Lật sách bài tập ra chưa? Rồi, lát nữa mình quay lại sách học sinh xong cũng được. Rồi, nhanh lên. Lesson 3 hôm qua chúng ta chưa học đúng không? Hôm qua chúng ta đọc bài chưa? Sao con không có sách bài tập hả Sang? Mình học sắp hết sách nơi rồi mà chưa có sách bài tập hả? Cho mẹ mua đi nghe chưa? Chứ hôm giờ làm ở đâu? Chết rồi, chết rồi. Học hôm giờ làm. Chết rồi. Đông. Cánh đầu. Đúng là ở bài tập đó. Field. Các bạn viết vô đi. Rồi chiếc bánh, miếng bánh, cái từ pea. Piece là miếng này, miếng bánh này. Cái này dịch là miếng. Miếng mẫu. Miếng mẫu. Bây giờ các bạn viết vào. Viết vô cho cô. Đọc cho cô. Reading. Reading. Teacher. 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 Field. Field. Peace. 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 Rồi, viết vô đi. Viết cho xong chưa? Xong chưa ha? Rồi, xuống bài dưới. Chúng ta sẽ điền 4 từ trên vào đây. Nha. Rồi nào, bây giờ chúng ta điền này. Tôi rất đói, tôi muốn cái gì? Tôi đói thì tôi muốn, bây giờ muốn đọc sách, muốn giáo viên, muốn cánh đồng hay muốn miếng bánh? Ở đây phải là tôi muốn một miếng bánh. Tất cả mở cam lên, giơ cuốn sách bài tập lên cho tôi coi. Để xem có làm bài hay không, hay là đang làm gì. Mở cam lên. Mở cam lên, tất cả mở cam lên. Từ nay trở đi là không có tắt cam đi nha. Tôi mới biết anh chị làm gì cái đó. Mở lên. Thằng không có cam, cam hư rồi. Mở lên. Cô. Cam đó lắp vô từ hôm nay không đâu. Rồi bạn Quyên và bạn Lì mở cam đi cô coi. Xem có tập trung học hành hay không hay là làm cái gì là cô không có biết đâu nha. Mở lên đây đi, không có được tắt cam đâu đó. Ăn là cứ tắt cái cam đi. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục. Câu số 2. My uncle, chú của tôi là một giáo viên ở trường tiểu học. Câu số 2 các bạn sẽ phải viết từ teacher vào. Chú của tôi là một giáo viên ở trường tiểu học. Câu số 3, ông bà của tôi làm việc ở trên cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa. Field. Câu số 4, bây giờ tôi đang cái gì mà có quyển sách đây? Quyển sách thì phải là đọc sách rồi, reading. Ok. Rồi, chép bài vô. Mở hết cam lên cho tôi coi chưa? Lại tắt cam rồi, mở cam lên. Cứ hở là tắt, không biết làm gì. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nào. Xuống bài dưới các bạn sẽ ghi cho cô. Ví dụ này. Chưa viết xong, viết nhanh lên. Viết nhanh đây. Xong chưa?
chưa? I am hungry. I want a piece of cake. Tôi đói quá, tôi muốn một miếng bánh. Câu 2. My uncle is a teacher in a primary school. Chú của tôi là một giáo viên ở trường tiểu học. Câu số 3. My grandparents are working in the rice field now. Ông bà tôi đang làm việc trên cánh đồng lúa. Câu số 4. I am reading a book now. Bây giờ tôi đang đọc sách. Rồi xuống bài dưới các bạn sẽ phải viết giống như câu mẫu. Một giáo viên thì ở trong một trường học. A teacher in a school. Đây này, người ta sẽ viết như thế này. A teacher, đây là nghề nghiệp. Xong rồi, à, viết tiếp là ở đâu. Ở đâu? In a, à, in a school. Bây giờ nói cho cô, bác sĩ thì ở đâu? Bác sĩ thì ở đâu? Bác sĩ thì ở đâu nhỉ? Ở bệnh viện. Nông dân thì ở đâu? Nông dân thì ở đâu? Nông dân thì trên cánh đồng. Công nhân thì ở đâu? Công nhân thì ở nhà máy. Ở trong nhà máy. Nhá. Rồi y tá thì ở đâu? Ở trong bệnh viện. Rồi ai nữa ta? Rồi tài xế thì ở đâu? Trong xe ô tô. Tài xế thì ở trong xe ô tô. Rồi nhân viên thì làm ở đâu? Văn phòng. Đó, thấy chưa? Nó phải có nghề nghiệp và tương ứng với cái nghề ở nơi làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ viết nghề nghiệp và nơi làm việc cho cô. Cái hình thứ hai các bạn nhìn cho cô thấy cái hình này là nghề gì? Người ta đang nói tới nghề gì? Người ta đang đề cập tới cái nghề gì đây các bạn? Khôi. Nghề nông dân đúng không? Đây là nông dân làm ở trên đâu? Nông dân thì làm ở đâu? Làm ở cánh đồng. Bạn Khôi đọc cho cô. Ở không ở farmer, nông dân này. Con viết nông dân trước cho cô. Rồi in ở field, nông dân thì trên cánh đồng. Đấy, viết như vậy thôi, không có work viết gì hết, không cần phải ghi cả câu, chỉ ghi tắt a farmer in a field. A farmer in a field, nông dân ở trên cánh đồng. Câu này nghĩa là nông dân. Nông dân ở trên cánh đồng. Nông dân. Cái gì vậy trời? Nông dân. Nông dân. Ở trên cánh đồng. Nông dân ở trên cánh đồng. Các bạn viết như vậy nhá. Rồi, câu số 3 sẽ là bác sĩ ở trong bệnh viện. Bác sĩ ở trong bệnh viện. Bác sĩ ở trong bệnh viện. Cô mời bạn Lì. Cô mời bạn Lì. Dạ cô, cô là doctor. Cô say không vào được. Say không vào được tự nhiên thoát làm gì vậy trời? Tự nhiên thoát ra. Rồi cô mời bạn Lì đọc cho cô. Bác sĩ ở trong bệnh viện nào? Bác sĩ doctor. Đúng rồi, ở trong bệnh viện. Peter. A doctor in the hospital. Đúng rồi, a doctor in a hospital. Các bạn ghi như vậy cho cô nghe chưa? A doctor in a hospital. Học không hiểu. Thoát ra tác dụng. Sách thì không có. Đợt trước có mà sao giờ không có nhỉ? Thi xong là vứt hết sách rồi. Có bài tập đúng như cũ. Rồi, viết xong chưa? Bác sĩ ở trong bệnh viện chưa? Viết này. A doctor. Các bạn phải thuộc từ vựng các bạn viết mới nhanh được. A doctor in a hospital. Các bạn viết như vậy cho cô. A doctor in a hospital. A doctor in a hospital. A doctor in a hospital.
chưa? Đó. Làm gì có thoát ra thoát vụ. Kêu mẹ mua sách đi nha Sang. Có cần cô gọi điện cho mẹ không? Không, mẹ đang ở nhà. Cô gọi điện nhá. Con kỳ 1 con có sách mà sao giờ con vứt sách đâu rồi đấy. Câu số 4 này. Câu số 4 cô sẽ mời, cô mời bạn Trúc nào. Câu số 4 đây là công nhân nhá. Công nhân ở trong nhà máy là các bạn, bạn viết cho cô. Công nhân ở trong nhà máy. Công nhân nào? Work gì? Worker, đúng rồi, là công nhân. Ở đâu? In gì? In ở factory. Đúng rồi, a worker in a factory. A worker in a factory. Một công nhân thì ở trong nhà máy. A worker in a factory. Công nhân ở trong nhà máy. Viết vào. Viết vào đi. Bạn Sang không có sách. Bạn Sang lấy vở ra viết vào cho cô. Viết vào vở ấy. Nhanh lên. Em như có sách cô, nhưng mà sách ở trên giường cô. Thì lấy sách ở trên giường đó bạn. Mẹ ơi, sao Sang cứ suốt ngày bật lớp lên. Nào, a worker in a factory. Tiếp theo, tắt mic đi Sang. Câu số 5 cô mời bạn Khang. Tài xế thì ở trong xe taxi. Nào viết đây, tài xế ở trong xe taxi này. The driver, đọc cho cô. The driver. The driver in a taxi. In a taxi. The driver in a taxi. Câu cuối cùng cô mời bạn Quyên nhé. Bạn Quyên suy nghĩ đi rồi đọc cho cô. Y tá thì ở trong bệnh viện. Y tá ở trong bệnh viện. Bạn Quyên đọc câu 6 nha. Bạn Quyên viết xong mấy câu kia rồi đọc câu 6 cho cô. Y tá ở trong bệnh viện. Y tá ở trong bệnh viện. Y tá ở trong bệnh viện. Trang bao nhiêu cô? Trang bao nhiêu các bạn? Trang 48 cô. Là trang 48, 48. Sách bài tập. Thế mà kêu được không có sách. Dưỡng cô hả? Lúc nào mà phụ huynh đi mua thì cô đã chung hết. Cả một bộ. Thì làm vào sách trên trường chứ. Trên trường có thời gian cô cho con làm sách bài tập đâu. Toàn là để trắng người, để trắng hết 20 bài. Cả một năm học nhiều bạn để trắng toát luôn, trắng tinh luôn, không có làm. Làm đi. Làm vào. Nãy giờ nói xạo. Rồi bạn Quyên ơi, bạn Quyên đọc cho cô nào. Y tá trong bệnh viện nào. Gì? Y tá là gì nhở? A nurse. Bạn Quyên đọc đi con. Quyên, đọc bài. Cô gợi ý y tá là nurse. Bệnh viện là hospital. Quyên đâu? Tắt mic đi, bạn Sang. Khi nào có nói mở thì mở. Cứ mở ra cả ngày vẫn ồn éo. Mỗi lần con xoay người là nó cũng có tiếng ồn rồi. Nào bạn Quyên đâu rồi? Bạn Quyên lại chạy đi chơi rồi hả? Quyên. Bạn Quyên lại chạy đi chơi hả cô? Có ép. Không, cô đang chờ Quyên, nó lại chạy đâu rồi. Quyên ơi. Học không học đi đâu rồi Quyên hả? Thoát ra rồi cô. Không học mà thoát rồi à? Cô để. Cô để nhá. Học cái này thì chết thôi. Sao mà giỏi được? Cô để cho mày. Hằng đọc đi. Một y tá ở trong bệnh viện nào? Y tá trong bệnh viện. A nurse in a hospital. Các bạn viết bài vô. Bạn nào lại mở mic rồi, ổn thế nhỉ? Bạn đánh lì. Sang á. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Ủa bạn Sang, cô nói tắt rồi, tắt chưa? Tắt rồi đúng không? Đến bạn Trúc và bạn Khang, tắt hết đi. Khi nào cô đã mở thì mở. Ồn ào. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Rồi bài này các bạn, người ta nối sai nha. Đừng có nhìn người ta nghe chưa. Không được nhìn đâu. Người ta nối sai cô cho lên để cho biết là sai chỗ nào. Bạn nào mà không chịu suy nghĩ là bắt chước người ta là sai.
Rồi. Các bạn chuyển sang trang bên. Trang tiếp theo. Sách của các còn bạn là trang, trang bao nhiêu? Trang 49 đấy. Các bạn lật trang 49 mới ra, 49 ra nhá. Cô hỏi câu nào dịch câu đấy. Cô vẽ bậy để mấy đứa khỏi nhìn mất công đau đầu. Rồi. Cô con muốn nhìn đúng là có mà thấy. Để cô cùng con. Thôi. Thấy cô. Tiếp tục nha. Tiếp tục. Con. Gì đây? Alo. Gì đấy? Chị cô nói tin nhắn lên đấy. Rồi bây giờ nói này. Câu 1, what does your mother do? Bạn nào dịch được câu này? What does your mother do là gì? Mẹ làm ở đâu? Làm nghề gì chứ sao đâu? Ở đâu phải là quê à? Mẹ bạn làm nghề gì? Chúng ta nói với câu nào? Mẹ bạn làm nghề gì? Chúng ta nói với câu nào? Câu nào? Chúng ta nói với câu nào? Mẹ của bạn làm nghề gì? Câu E hả? Bà ấy là y tá, đúng rồi. Một E. Câu 2 bạn nào dịch được câu 2? Cô mời bạn Khôi dịch câu 2. Câu 2 đây. Where does she work? Cô ấy làm ở bệnh viện. Câu 2D. Câu 3. Câu 3 bỏ nó đã. Câu 3 thường các bạn sẽ không biết làm đâu. Các bạn làm câu dễ trước, rồi chừa lại câu khó sau. What does your father do là câu số 4. What does your father do là bố bạn làm nghề gì? Chúng ta nói câu nào? Bê cô. Ông ấy là nhân viên. Where does he work là gì mà Hằng? Where does he work? Ông ấy làm ở đâu? Ông ấy làm trong văn phòng. Câu A. Rồi. Bây giờ câu xuống câu 3 và câu 6. Câu 3. Does she like her job? Bà ấy có thích công việc của bà ấy không? Câu 5. Ông ấy có thích công việc của bà ấy không? Câu F cô. Rồi câu 2 nói, câu 3 nói là gì? A gì? Câu 3 này ở đây các bạn chú ý cho cô. Nhiều bạn không biết làm, các bạn chú ý cái từ này. C. Đấy. C nè. Vậy thì ở đây câu 1 phải, câu 3 phải nối với câu, câu 3 nói với câu F. B. Nhá. Câu 6 phải nối với câu C. Rồi. Cô nối cái màu đỏ. Màu thấy. Một gì? Bây giờ viết lại. Một gì? Đọc lại. Một gì? Một E. Một E. Rồi. Một E. 2D. 2 gì? 2D. 2D. 3 gì? 4. 3 gì? 3F. X không. 4B. 5 gì? M. 6 gì? Không biết. Rồi viết vào, nối vô. Em không có X không. Nối vô đây. Nối rất đu vô. Cô là. Rồi, xong chưa? Để xuống bài dưới đi. Đúng. Mặt Quyên quay trở lại chưa? Chưa. Gọi điện cho mẹ nói mới được. Học hành thì không có vào học. Cho mấy chai. Ít bò. Ít bò. Ít bò. Nó lười học lắm. Quyên hay đi chơi rồi. Nó cái sao mẹ hỏi mẹ hỏi bạn Quyên là mẹ bạn Quyên á coi Mít Thư không? Mít Thư gì mà tự nhiên bay ra. Đúng rồi. Xuống bài dưới đi, nói chuyện nữa. Nào, tự mà điền. Cái chuyện mà đam mê.
Đâm nó người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Vui lòng sao sao. Ủa lại gì vậy cô? Đi đó. Mẹ chưa rảnh đâu mà. Rồi, Điền đi. Bắt quy đâu cô? Điền những cái chỗ cô dán đó. Suy nghĩ và viết đáp án vào. Câu số 1. What the? Tại sao xài what nói cô? Tại sao xài what? Tại sao xài what? Hỏi làm nghề gì? Bố của bạn làm nghề gì? Bình quân ông ấy là giáo viên. Câu số 2 điền từ gì? Quê. Đúng rồi. Quê. Bố bạn làm việc ở đâu? Ông ấy dạy trong một trường học. Trật tự. Ông ấy dạy trong một trường học. Đó là trường tiểu học Nguyễn Du. Rồi tiếp theo, ông ấy có thích công việc của ông ấy hay không? Ở đây sẽ là giải thích. Đơ đúng rồi. Giống lúc nãy á. Đơ he like his job. Ông ấy có thích công việc của ông ấy hay không? Có. Sau rồi Linda nó hỏi cái gì? Linda nó hỏi cái gì ha? What the mother do? Đâu? Cái gì vậy? Trời, không cho nhỏ lại được. Không cho nhỏ lại được. Xóa đi. Rồi, câu số 4 bạn nào đọc được? Mẹ bạn làm nghề gì đấy? Mẹ bạn làm nghề gì? Là gì? What does your mother do? Mother do. Ủa sao lấy cái con không nói. Mẹ bạn làm nghề gì? Rồi, bà ấy là một y tá. Rồi, câu số 5 hỏi gì nhỉ? Câu số 5 mình viết cái gì các bạn? Weather. Người ta viết sai nha, không theo được. Where does she work? Càng nó bị ghê nha, nhà nó ồn, nó không chịu tắt. Ồn phải tắt đi chứ, tôn trọng người khác. Cứ mở lên. Cô nói gì không nghe được. Câu số 6 nào. Thiếu từ gì? Đơ si. Đúng rồi, đơ si. Câu số 6 là đơ si nhé, các bạn viết vào. Cô ấy, bà ấy có thích công việc của bà ấy hay không? Có chứ. Đơ si. Like her job. Yes, she does. Viết hết vô đi. Rồi, bây giờ chúng ta có từ grade là khối lớp. Student là học sinh. Nurse, y tá, school, trường, for là số 4. Bây giờ các bạn điền vào đây cho cô. Tên của tôi là Quân. Có mấy người trong gia đình của tôi? Ở đây phải là một con số và số 4. Có 4 người trong gia đình của tôi. Bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. We all do different things. Chúng tôi làm những việc khác nhau. Bố tôi là một giáo viên. Giáo viên thì chúng ta sẽ ghi ở school đây. Giáo viên trường, ở trường tiểu học. Primary school, theo chữ school đấy. Mẹ của tôi là một gì? Chúng ta phải tìm một cái nghề nghiệp. Điền vô nurse ở trong bệnh viện. Anh trai tôi thì là một student, một học sinh ở trường đại học Hà Nội. Cái này là đại học nhá. Đại học. Trường đại học đó. À, đại học Hà Nội. Ở đây là gì? Hà Nội University.
Và tôi là học sinh lớp 4, ở đây chữ Gray, học sinh khối 4, ở trường của bố tôi. Tôi học ở trường bố tôi đó. Tôi thích, tôi yêu gia đình của tôi. Và tôi rất vui ở trường của tôi. Rồi viết vô. Viết hết vô đi. Cái gì vậy? Đúng rồi. Rồi, chú bài dưới. Bài dưới. Cái gì con? Vuông qua đầu, vuông qua đầu. Cái gì? Cái bài ở dưới. Mấy cái bạn nha, làm mà học lưu viết bậy viết bạn nha. Cô ơi. Cô ơi. Gray. Gray là gì? Là khối lớp, là khối học á. Khối 4, khối 3. Nhưng mà khối gì ta? Hả? Sao con? Nó ghi khối không biết khối gì. Ủa, for nè. In the for gray khối 4 nè. Đâu. Khối là 4 khối chứ. 4 khối chứ cô. Cái này là khối lớp 4. Rồi số bài này. Hoàn thành cái bảng sau về gia đình của Quân, nghề nghiệp và nơi làm việc. Chúng ta đọc bài bên trên, chúng ta điền vô cho cô đấy. Bố của Quân là làm nghề gì? Bố của Quân đâu? Bố của Quân là giáo viên. Các bạn sẽ ghi vào cho cô teacher. Và bố của Quân dạy ở trường ở đâu? Làm ở đâu? Primary school. In a primary school, một trường tiểu học. In a primary school. Viết vào. In a primary school. In a primary school. Rồi, mẹ của Quân. Mẹ của Quân làm nghề gì? Ở đâu? In a school. In a. Tắt mic đi. Hospital. In a hospital. Nhà bạn Sang rất là ồn. Mấy bạn khác mở mic cô không thấy ồn, nhưng mà nhà bạn Sang ồn đó, bạn Sang tắt đi. Lúc nào cô nói mở thì mở. Quân brother. Quân brother là anh trai của Quân làm nghề gì bạn Khôi? Anh trai của Quân làm nghề gì? Student. Và ở đâu? Ở đâu đây? Làm việc ở đâu? Trường ở đâu? Hà Nội International, Hà Nội University. Hà Nội. Không có đánh dấu nha. Bỏ dấu đi. Hà Nội University. Hà Nội University. Hà Nội University. Hà Nội University. Rồi. Hà Nội University. Cô mời bạn Lý. Bạn Quân làm việc ở đâu? Bạn Quân làm nghề gì? Bạn Quân làm nghề gì? Nớp. Bạn Quân làm nghề gì? Nớp. Hả? Student. Student chứ sao mà nớp? Mẹ nó đang đi học y tá cái gì? Rồi, nó học ở trường nào? His father. Trường của bố. His father school. Được. Hoặc là his father primary school. His father's school. Hoặc là các bạn ghi in a primary school cũng được. Các bạn có thể ghi như thế này nhé. In a primary school. Còn nếu ở bên trên, nếu các bạn in his father's school. In his father's school. Hoặc là in a primary school. Tắm cho mẹ cửa lại, khói quá. Khói quá. Rồi. Xong chưa? Chép xong chưa? Chưa. Chép vào. Chưa cô. Ờ, chép vô đi. Dài quá. Chép vào, chép vào. Mà viết còn không đủ nữa mà cô. Không biết. Đó cô. Viết nhỏ cỡ nó. Thôi. Viết nhỏ như con kiến này nó không bị. Nhưng mà cô hiểu cái chữ. Nên tối hơn sáng.
gian bao nhiêu? 50. Biết nhỏ đâu có đủ đâu cô. Writing. Cái thằng chút kìa. Xem bài tiếp theo đi cô. Hiện tại cô không có ở đây. Cô đi đâu rồi? Ủa bà Hằng bà quả nha. Cô đang rửa gì? Ly. Tôi ghi xong rồi nhá. Ừ, nói bên khác. Dạ bằng kiếm hấp cơ để ra đời. Để Mua gì? Bàn phím hấp cơ đã ra đời. Đồ nào? Tôi có bàn phím hấp cơ này. Hình hấp cơ đang bị cỡ mất. Rồi xong lại ao ra nữa. Tiếp tục. Sang bài khác. Rồi, hãy nhìn và viết sử dụng thông tin trong phần E2. E2 đâu? E2 nè. Rồi bây giờ viết nhá. Đây là gia đình của Quân. Bố của nó là một nghề gì? Bố của Quân làm nghề gì? Teacher. Và ông làm việc ở đâu? Ở đâu? In a gì? Trường gì? Trường tiểu học. In a primary school. His father is a teacher. He works in a primary school. Viết vào. Mở cam ra để tôi coi có viết vào chưa. Sang, tập trung vào. Viết vô đi. In a primary school. Viết vô đi. Tiếp theo. Mẹ của anh ấy làm nghề gì đây? Nurse. His mother is a nurse. He works in a hospital. In a hospital. Anh trai làm nghề gì? Sinh viên. Anh trai là sinh viên ở cô. Anh ta học ở in Hà Nội. In. Ủa sao biết Hà Nội? University. City. Con vừa nãy sao biết anh ấy học ở Hà Nội cơ? Lúc này con không có đọc cái bài bên kia à? Hả? Đọc bài này hả? À? Không học à? Không đọc bài này mà không làm bài này hay sao mà giờ hỏi? Ơ con hay nhỉ? Nhưng mà con không nhớ nhau đâu cơ. Trời ơi, đây là bài con không đọc cái đề hả? Con đã nói rồi mà sao con cứ nói? Sử dụng thông tin trong phần E2 đây. Trời ơi là trời. Không lo mà tập trung thì nó bệnh nó bạ thôi. Quân là gì? Ta biết sai nha. Quân is a student. Tập trung nào. Quân is a student. Rồi, Su nói.
Anh chàng này học ở đâu? Only a student. In a primary school. For idol. He study in a primary school. Viết vào. Tập trung vào. Mày tắt mất của mấy bạn. Cô nói là tắt đi rồi mà nó không nghe nhá. Cái mấy cái đứa này là nó không có nghe lời cô mà. Còn bạn Quyên là đang học là thoát ra, không xin phép là biến tâm biến tích đi luôn mà không có một lý do gì hết. Mấy bạn là phải rèn cái ý thức từ nhỏ chứ. Chắc đã nguyên đi à. Đi đâu cũng phải xin phép cô nghỉ chứ sao mà nghỉ cái đùng đùng vậy đó. Học không đến đâu hết. Xong chưa? Viết xong rồi, xuống bài này cho cô. Hãy viết về nghề nghiệp của những thành viên trong gia đình của bạn. Bạn nào xong rồi xuống bài dưới đi. Bạn Sang, cô thấy hình như không chép bài hay sao nhỉ? Có chép bài chưa vậy con? Con làm thẳng vô, bởi vì học trên trường là không có thời gian để cô giao bài ở trong sách bài tập cho con đâu. Con làm luôn đi. Chứ để nó làm gì? Cô trên trường là đâu có thời gian để mà yêu cầu các con làm sách bài tập đâu. Chỉ nói vậy thôi chứ các không kiểm tra, không gì hết. Bọn con đâu có làm đâu. Giống như ngủ lớp 3 thầy gì? Xong chưa? Tắt mic đi. Nhà nó là ồn ào. Rồi tiếp theo xuống bài dưới đi. Còn nó tự tin lắm, nó mở hết cho mọi người nghe. Rồi viết về nghề nghiệp trong gia đình của bạn nào. Đây là bức ảnh, tức là đây là hình nha. Các bạn có thể vẽ vô gia đình của bạn, vô một gia đình hạnh phúc, happy family vào. Đây là bức ảnh về gia đình của tôi. Có mấy người? Nhà bạn có mấy người? Có 5.000 người. Bố làm nghề gì? 1 triệu. Bố làm nghề gì? My father is a... Bố bạn Trang thì viết là police. Cảnh sát này. Các bạn có thể viết nghề khác vào nhá, khác nghề của các bạn ấy. Mẹ thì không, con chỉ ghi bố mẹ rồi em thôi, không cần phải ghi ấy đâu. Cần ghi nhiều không? Thì my mother is a teacher. Các bạn có thể ghi để ông bà nào. My brother is a student. Rồi xong, các bạn biết nào đi. Con chép luôn. Biết nào? Là chúng ta xong bài số 12. Và thời gian còn một ít thì các bạn sẽ chép từ vựng của bài số 13 trước cho cô. Em con nó có đi học đâu mẹ. Con học mẫu giáo, con là học sinh rồi. Học sinh mẫu giáo. Học sinh mẫu giáo. Lesson 3, chúng ta chưa có học bài, nhanh lên để làm lesson 3 cho hết đi. Để chúng ta chạy trước trên trường một xíu cho chúng khỏe. Chứ không là lẽo đẽo chạy theo trường. Ồ, trên trường học nhanh lắm, có một buổi mà học hết một bài luôn. Đây mình học 3 buổi. Có một buổi là 2 bài á. Ôi, kinh khủng quá. Làm sao mà mấy đứa học bài mà thuộc bài đây. Về nhà thì không chịu học. Mà làm sao mà nhớ bài. Cứ lo mà học đi. Bây giờ bác sĩ còn chưa biết viết nữa. Trật tự. Cứ nói mọi lời không. Rồi xong, sang bài bên này. Không nói nhiều nữa. Rồi đọc cho cô nào. Field. 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 Peace. Field. Peace. Field. Teacher. Teacher, reading, reading. Rồi sang đây. Đọc cho cô cái bài này. Các bạn lật sách học sinh ra. Lật sách học sinh ra trang bao nhiêu? Trang 17 á. Lật sách học sinh trang 17. 6. Học sinh nào cô? Bây giờ đây là cái báo cáo. Report là báo cáo
một cái báo cáo về phỏng vấn nghề nghiệp nhé. Đây là báo cáo về phỏng vấn của tôi với bạn Phong. Bố của Phong làm nghề gì đây các bạn? Teacher. Bố của Phong làm teacher. Teacher là ba trường gì? Trường gì? Lê Hồng Phong, trường tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ của Phong làm nghề gì? Làm ở bệnh viện Thanh Nhàn Hospital. Anh trai của nó, nó có một anh trai, không có chị gái. Anh trai làm việc ở đâu? Anh trai là công nhân này, công nhân. Và ở trong một cái car factory, car factory, một nhà máy xe hơi, nhà máy sản xuất xe hơi. Phong là pupil, học sinh lớp 4A. Cảm ơn vì đã đọc. Bây giờ viết. Bố làm nghề gì? Làm ở đâu? Mẹ làm nghề gì? Làm ở đâu? Anh trai làm nghề gì? Làm ở đâu? Và đây cho cô. Nhanh. Nhanh đi. Nhanh lên. Rồi, tắt bớt đi con. Tắt bớt một tài khoản đi. Con làm vang đấy. Con là lì lắm nha. Tắt đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, Brandon là ở people, còn Brandon là ở đâu là gì nữa? Brother là worker chứ. Đấy, brother là worker. Và làm ở nhà máy. Có 3 người thôi, viết 3 người thôi, đâu có viết Phong đâu. Phong là học sinh lớp 4A này, không cần viết Phong vì đâu có hỏi Phong đâu mà viết Phong. Chính xác của cô. Rồi, bố của Phong nào? Bố của Phong là teacher. Bố của Phong là teacher. Làm việc ở đâu? In Lê Hang Phong Primary School. School. Rồi các bạn viết vào đi, rồi viết mother, brother, cô. Viết vô đi. Nhanh đi các con. Hết giờ rồi. Ơi chúc đi nghe mẹ ông nói. Ông làm một cái tài chính đi. Mẹ làm gì? Phải. Mẹ làm nghề gì? Phải. Thông minh. Hàng, tắt mic đi. Mẹ tôi nói. Sao mà mấy cái bạn này lì thật đấy chứ. Đang học mà cứ nói chuyện. Lát học xong rồi ở lại mà nói. Mẹ là gì? Nurse. Bạn Khôi đọc cho cô. Mẹ làm việc ở đâu? In the hospital. À biết tên bệnh viện luôn cho cô. Tôi bên trên ấy. In Thanh Nhàn Hospital. In Thanh Nhàn Hospital. Rồi, brother làm việc ở đâu? Cô mời bạn Lý. Brother làm nghề gì? Brother làm nghề gì nào? Bạn Lý đâu? Làm nghề bánh xấu. Tắt mic đi, cô bảo bạn Lý mở thôi. Bạn Lý đâu? Cái gì? Anh trai làm nghề gì? Mấy bạn cái tắt mic đi, không liên quan, tắt mic đi. Anh trai làm nghề gì? Starter. Sao lại starter là cái gì? Nghề gì vậy? Nghề gì vậy? Nói bằng tiếng Việt đi. Anh trai làm nghề gì? Starbuck. Ủa con đọc cho cô chỗ nào có chữ brother, con tìm con lướt cho cô coi, cô khoanh tròn rồi đó mà con đọc sai nữa mấy bạn này. Worker. Worker. Bạn sang nha, cô nói lì lắm nha. Tắt cái mic đi. Lúc nào cô gọi thì nói. Nó leo. Brother là gì? Là worker. Worker. Bạn Lee tìm tiếp cho cô. Brother làm việc ở đâu? Cô khoanh hết trơn rồi. Brother làm việc ở đâu? Nói tiếng mình hả con? Bạn Lee đâu? Factory.
In a, các bạn viết đầy đủ cho cô. In a car factory. Trong một nhà máy sản xuất xe ô tô. Một nhà máy xe ô tô nhá. Giống như một nhà máy sản xuất xe ô tô, sửa chữa xe ô tô hay gì gì đấy. Rồi xong chưa? Viết xong chưa? Viết xong rồi chúng ta xuống cái bài số 5 ở dưới đây. Cái bài này các bạn phải làm được nha. Thì ai bày ra đâu. Bài số 5. Viết về nghề nghiệp của những thành viên trong gia đình của bạn. Con lại viết rồi mà cô. About the job of your family member and where they work. Và họ làm việc ở đâu. Cô. Đây là sách bài tập. Có đông nghe. Đây là sách học sinh. Rồi. Có mấy người trong gia đình của bạn? Trong gia đình của tôi? There are people in my family. My father is a doctor. Các bạn có thể lấy cái chuẩn này mà viết cho nó sướng. He work in a hospital. Hospital. Mẹ của tôi is a teacher. She works in a school. My brother. Bây giờ mình chọn brother thì mình chọn mình gạch cái sister đi. Nếu mà mình có anh trai nhá. My brother is a student. Study in in a school. And I am a student luôn. I study, cái từ study là học đó. In a primary school. Viết vào đi. Viết vào cho cô đi. Chú đừng giám sát viết kiểu gì đó. Police station. Nếu bạn nào ở đây viết là police thì ở dưới sẽ là police station. Còn muốn viết từ kế toán là accountant, được chưa? Cơ bản xem tắt mic đi. Tắt mic đi. Trời ơi, cái tiếng gì vậy mấy đứa? Bạn xem á. Cố tình làm ồn. Đuổi học bây giờ. Ảnh hưởng người khác. Xong chưa? Viết xong hết chưa? Yes, mấy bạn là học hơi chậm đấy nha. Không có thời gian mà nâng cao gì hết trơn. Nghe thêm. Xong rồi. Xong rồi đúng không? Sang sách mới. Sách khác. Làm bài thêm. Hết cho hết giờ. Rồi. Viết cho cô, nối cho cô nào. Cô. Đọc bằng miệng để cô tự làm ha. Đọc bằng miệng đi cho nhanh bởi vì thời gian không còn nhiều. Câu 1 là gì? Câu 1 là người ta nối với câu D in a hospital. Số 2 nào, các bạn đọc đi. Bạn nào biết? In a school. Số 3, bạn Khôi. Số 3 là màu. 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 Số 3 con. Rồi, số 4 thì đây là nhà máy nè. Công nhân nhà máy nè. Lì đâu? Nhà nước cô.
Dạ, hả? Giờ 4 giờ, 2 giờ, 4 giờ. Bắt đầu rồi. Nhanh lên chứ, sao chậm vậy? Rồi, sắp xếp lại cho cô. Các bạn đọc cho cô để cô viết. Số 2 nào. Tôi đây. Số 2. Piu. Rồi, F-I-L-D. Số 3. Mất tôi. Bạn nào cũng nhanh đi, giỏi thế. Số 4. Hóp thịt. Số 5. Office. Rồi xuống đây. Gia đình này. Ai những thành viên gia đình các bạn để cột này. Nghề nghiệp để cột này, số để cột này và tên để cột này. Rồi, đọc cho cô chỗ này là cái gì nữa? Uncle. Bạn nào nói nhanh nhất là bạn đó giỏi nha. Tự khen mình giỏi luôn. No. Cái này. No. Đây. Driver. Number nào? Six. Rồi tốt, very good. Số đây, nhìn hình mà khoanh. Câu số 2. Ủa? Where does Mr. Smith work? A. He works in a field. B. He works in a home office. Khoanh câu nào? A. B. C. A. B. A. Very good. Number 3. What does Selena do? See a class, see a student. Very good. Number 4. What does Ella do? See a student, see a doctor. Very good. Okay. Tìm những từ chỉ nghề nghiệp cho cô. Nào, có những cái từ này này. Đó, đây. Farmer. Đâu farmer chỗ nào? Farmer. Tôi không thấy đâu. Dòng thứ 4. 1 2 3 4. Đây rồi, giỏi quá farmer. Rồi tiếp. Tiếp, doctor đâu? À không có doctor. Doctor ở trên đầu của cô. Doctor trên. Đây hả? Vậy là nó thiếu rồi. Cái này phải sửa lại. Không hả? Cái này phải là o mới đúng này. Đấy. Rồi tiếp theo nào, có cái nghề gì ở đây nữa không? Để tìm coi. Driver. Hàng thứ mấy? Driver ở cột. Ở đây không có taxi của cô. Tiếp theo. Các bạn nào tìm được từ worker cho cô đi. Worker đâu? Đi rồi, thấy rồi. Đâu? Dòng thứ mấy? Bốn lần cô. Dòng cuối cùng đâu? Rồi, bây giờ sang cột đi, xem tìm được từ nào không? Từ đâu cô? Xem là chữ M được. Ờ? À đây chữ R, cái đề nó sai giống không ấy á. Đổi luôn. Rồi. Not cô. Đúng rồi, giỏi quá. Còn từ gì nữa không? Hết chưa? Hết rồi. Tiếp theo. Điền vô. Đọc để cô viết. Đọc đi để cô viết. Farmer. Anh ông ấy là nông dân chứ không có bạn nào nói là phiêu là ông ấy là cánh đồng cũng được nha. Nói ngược đời nha. Nếu từ người cho thối mũi. Câu số 3. Taxi. Taxi á? Ông ấy là một cái taxi à? Nhưng mà ông ấy là taxi. Trời ơi. Rồi, nhanh. Đẹp gái quá trời luôn. Nhanh. 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 School hả? Cái gì school trời? Mặt khôi. Student. Tiếp. Computer. Nghề nghiệp của ông này là lạ. Nhân viên á. Nhân viên văn phòng ta đánh máy tính. Rồi xuống đây. Viết như thế này cho cô. Cô ấy là một y tá. Cô ấy làm việc trong bệnh viện. Rồi câu này bạn Khôi đọc cho cô được không? She works in a school. Câu này bạn nào đọc được? Bạn Khang. She
Ẩn office cho cô nhá. Có cái office nào chúng ta phải ẩn. Rồi, very good. Office là hang on. Ở đây, bạn bạn Khôi nãy đọc chưa? Bạn Khôi đọc cho cô đi. Có mời bạn Trúc đọc câu số 5. Ông bác sĩ cô. Ờ gì đọc nhanh. Bác sĩ hay. Bác sĩ hay. Bác sĩ hay. Bác sĩ. Doctor. Hay. Work in a hospital. Rồi, câu số 6 cô mời bạn Sang. He's nhìn cái ông này thấy gớm à. Rồi đi. Công nhân. Nói cái mũ công nhân không phải. Công nhân. Con tưởng ông muốn tưởng tưởng quá quá. Cha đang tên như work in a in a ở gì đọc nhanh. Hospital. Cái gì? Công nhân làm việc trong bệnh viện à? Hả? Factory. Đọc sai bét nha. Factory. Rồi. Sắp xếp đi. Câu số 2. Câu 1 người ta làm rồi. Câu 2. Bạn nào đọc được bạn đã giỏi nhất nào? What does your uncle do? Trời ơi giỏi quá đi thôi. What does your uncle do? Câu số 2, câu số 3 Câu số 3 có Osoto. Cái nào viết hoa đứng đầu câu? Family. 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 Hàng đâu không đọc bài với con? Gì ạ? Các bạn lo mà làm bài đi nghe chưa? Lo mới rồi. Câu số 4 là nó đọc được nào giỏi nào? Câu 4 giữa nào? Đọc nhanh. Bạn nào nhanh bạn đó giỏi. In doctor. Tại sao con này lại hiểu không? Đọc đi. A doctor. In a clinic. Đọc lại. Work. Một bác sĩ làm việc trong một bệnh viện, nói nhanh. A doctor. Đấy, tập mà làm đi chứ. Nào nói cho cô sắp xong rồi, chờ một xíu. Nói giờ đi. Để nghỉ. Mấy giờ đây? 8 giờ 5 phút. Đọc nhanh. Tiếp theo 8 giờ 45 phút. Tiếp theo 8 giờ 50 phút. Rồi, ok. Hôm nay học tới đây thôi. Sáng thứ 6 học tiếp nhá. Goodbye and see you later. Cô. Cái gì con?